Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh bắt đầu từ ngày mai 11 tháng 5, bậc học mầm non sẽ đi học trở lại ở tất cả các nhóm tuổi. Để đảm bảo điều kiện an toàn, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đang gấp rút thực hiện các công tác vệ sinh trường lớp, các dụng cụ học tập, bếp ăn bán chú cho các em. Trong thời gian 3 tháng trả mầm non được nghỉ học, các thầy cô giáo, người lao động của trường thường xuyên dọn dẹp vệ sinh phun khử trùng, khử khuẩn các phòng học, vệ sinh đồ dùng học tập, Ngoài ra tranh thủ thời gian nghỉ học các thầy cô giáo đã trang trí lại lớp học, làm thêm nhiều đồ chơi cho các cháu. Đặc biệt 100% nhà trường đều lắp đặt bồn rửa tay thấp, có mái che phù hợp với nhóm tuổi mầm non. Đến thời điểm này, khuôn viên trường lớp đã được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, giáo viên sẵn sàng đón trẻ trở lại lớp học. Trong thời gian nghỉ dịch, nhà trường luôn đặt tiêu chí vệ sinh lên hàng đầu, đã nhiều lần phun thuốc khử khuẩn và vệ sinh đồ dùng đồ chơi trang thiết bị cho các cháu và tổng vệ sinh trong và ngoài lớp đảm bảo môi trường học tập và vui chơi an toàn đối với trẻ mầm non và chúng tôi cũng rất phấn khởi khi được trở lại trường được đón các con đến lớp Ngoài ra, việc tổ chức ăn ban chú cho các em cũng được tổ chức một cách hợp lý. Công tác vệ sinh bếp ăn, đồ dùng nhà bếp được thực hiện thường xuyên liên tục. Nhiều đơn vị đã trang bị thêm các thiết bị khử trùng, vệ sinh bát đũa cho các em để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó sẵn sàng đón trẻ mầm non đi học trở lại trong điều kiện an toàn nhất. Được biết bậc học mầm non của tỉnh năm học này có hơn 77.000 cháu.